Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nhắc đến mẹ của con trai ruột, danh tính khiến nhiều người bất ngờ. Mới đây trong buổi tiệc sinh nhật tại thành phố Hồ Chí Minh hôm mùng 5 tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng đã có lần đầu tiên nhắc đến mẹ của con trai ruột. Cách đây chưa lâu, thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai ruột trong đêm nhạc mừng sinh nhật đã khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trước đây nam ca sĩ khá kín tiếng trong chuyện đời tư, bởi thế việc Mr. Đàm có con khiến nhiều khán giả thắc mắc. Mới đây nhất trong tiệc mừng sinh nhật diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Đàm Vĩnh Hưng đã có lần đầu tiên nhắc đến mẹ ruột của con trai. Cụ thể giọng ca nữ Vầng Trăng cho biết đã được một người bạn thân ngỏ lời tặng cho con trai anh số tiền 100.000 USD. Một người bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng có ngỏ ý tặng cho Polo 100.000 USD, Hưng cũng có xin ý kiến những người thân thiết của mình để mở một quỹ. Tất cả những gì tình thương của Polo sẽ dành cho quỹ thiện nguyện đó. Con Hưng Bệnh Hưng biết, Hưng không kêu gọi quyên góp, Hưng sẽ dùng số tiền đó cùng với những người thân thiết để giúp đỡ các trẻ em kém may mắn. Hưng có con nên Hưng biết, mình lo lắng rất nhiều điều, những trường hợp tồi tệ nhất, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về việc sử dụng số tiền mà người bạn thân tặng cho con trai mình. Mr. Đàm cũng chia sẻ thêm chỉ mong con khỏe mạnh và bình an, phần còn lại đã có mẹ của Polo lo. Đàm Vĩnh Hưng hài hước chia sẻ trên sân khấu, Hưng chỉ mong Polo sống bình an, mạnh khỏe thôi, còn để sống lâu dài hay thế nào thì đã có mẹ bé Polo lo rồi. Ghê chưa, không biết mẹ Polo là ai luôn, cuối cùng cũng không ai biết mẹ Polo là ai luôn. Mẹ con trai tôi chính là tôi đẻ rồi tôi nuôi luôn cười. Đó là nguyện vọng cũng như mơ ước của Hưng, những ai có con sẽ hiểu, mình lo lắng mất ăn mất ngủ. Thế nên Hưng đưa ra quyết định như thế, mong mọi người ủng hộ Hưng nhé, Đàm Vĩnh Hưng hài hước tiết lộ.